với một động tác là nhấn, giữ, thả, thì máy sẽ tự động lưu lại tất cả những gì mà chúng ta đã cài đặt trước đó. Đến nỗi một người nội trợ không biết gì thì cũng vẫn có thể dễ dàng sử dụng chiếc máy này. Đó là những gì mình rất là thích ở chiếc máy Winsy EM58. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với Nguyên Lê Channel. Thì mình nhận được rất là nhiều yêu cầu của các bạn để nhờ mình review chiếc máy EM58 này. Thì mình cũng đã ra tay đi truy tìm nó về. Thì trên tay mình đó là một chiếc máy Winsy EM58. Đánh giá sơ bộ về vẻ bề ngoài của nó thì nó không có cái gì khác biệt hết. Nó là một cái kiểu mà na ná giống như Prevo. Mà Prevo thì các anh chị biết thì nó quá nổi tiếng rồi. Tới giờ mình vẫn chưa thấy cái kiểu mà máy pha cà phê mà tích hợp luôn máy xay rồi. Ai có thể qua được kể cả thiết kế và kể cả hình dáng rồi kể cả công năng thì mình thấy chưa ai qua được. Tuy nhiên với những người đi sau như thế này thì cái lợi điểm của họ đó là giá cả nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Chưa tới 10 triệu thì chúng ta có thể sở hữu được chiếc máy EM58 này để pha cà phê tại nhà. Điều hay ho ở chiếc máy này không phải là cái vẻ bên ngoài, mà đó chính là những thao tác mà khi chúng ta sử dụng, chúng ta có thể tăng nhiệt, giảm nhiệt theo ý muốn của mình và lưu các cấu hình của nó khi mà mình cài đặt rất là dễ và ai cũng có thể làm được. Thì đánh giá sơ qua cái máy này thì mình thấy thì chiều cao của nó khoảng 40 gần thôi, chiều ngang thì hơn 30 chút xíu, chiều sâu thì nó cũng hơn 30 mấy, thì nó rất là gọn để chúng ta đặt ở trong cái văn phòng của mình hoặc là ở trong cái gian bếp của mình, rất là gọn gàng. Mặt trước thì nó sử dụng bằng phím cảm ứng nha, tất cả đều cảm ứng ha, có hiển thị luôn cả thời gian pha, thời gian xay. Rồi các chức năng khi mình bật đánh hơi, đánh sữa thì mình vào đây thì nó sẽ chớp chớp, ở đây thì nó sẽ hiển thị mọi thứ ở trên cái thông tin này rất là đơn giản. Và đặc biệt thì nó có một cái đồng hồ xinh xắn ở đây để hiển thị cái app mà mình pha chế để mình xem qua thử mình pha có đúng hay không. Thì nhiều anh chị và các bạn nói về chiếc app này nè, nó cũng có cái hay nha. Và mình nhắc lại một lần để các anh chị và nhớ, khi chiếc cái đồng hồ này mà nó không lên á, nó không phải là do là cái máy nó không có hư cái gì hết á, mà do cái bột cà phê mình nó không đủ mịn. Bởi vì cái app này nó hiển thị được một cái gọi là cái phản lực ngược lại. Nếu như bột cà phê chúng ta chặt thì tự nhiên cái app nó tăng lên. Mà tự nhiên bột cà phê chúng ta lỏng lẹt thì cái app này nó sẽ đi xuống, nó không có lên được. Là không phải cái máy hư mà là do bột cà phê không được tốt. Bột cà phê không được tốt thì cái đây có hai thứ để nói. Thứ nhất là cà phê quá đẻo, và thứ hai là chiếc máy xay của bạn có thể lưỡi mòn hoặc là nó không được tốt. Thì bây giờ mình sẽ vận hành luôn chiếc máy này để mình đánh giá xem thử cái cối xay này nó có ok hay không. Thì quan sát của mình đó nghe, thì những cái máy mà nó tích hợp luôn cả máy xay ở bên trong vậy thì nó sẽ xài lưỡi là gọi là lưỡi nón Cognico. Thì xét về cái độ mịn và cái độ đồng đều của nó thì không bao giờ nó bằng cái lưỡi phẳng được hết á. Nhưng để mình xem thử cái máy này nó sẽ ra ổn hay không. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu. Khi mình set up thì mình sẽ gắn cái phễu này vào. Thì nó sẽ có rất là nhiều nấc. Thì mình sẽ để cái nấc nhỏ nhất nha, là cái nấc mịn nhất luôn. Đó, mình vặn vậy cho nó mịn nhất. Mình đánh giá cái phễu này là rất là ok nè. Nhựa cũng rất là sạch sẽ, đẹp. Nhỏ gọn vừa đủ để bỏ 200g, 250g một lần thôi để nó tránh bị cũ cà phê. Và cái nắp này nè, các anh chị và các bạn sẽ thấy nó cũng rất là cứng nha. Có nghĩa là nó rất là kín hơi để đảm bảo cà phê của chúng ta lâu cũ. Thì đó là cái điểm tốt đẹp. Rồi mình sẽ xay thử. Bây giờ mình sẽ xay thử. Thì việc đầu tiên của các anh chị và các bạn sẽ nói đây, nó sẽ có hai cái nút. Đây là một nút là gọi là single, là mình dùng cái pin single. Còn đây là double thì mình dùng cái pin double. Và cái pin này là pin double nha. Mình suy đoán thì nó khoảng 18-19g á, bởi vì nó cũng khá lớn. Các anh chị và các bạn bấm vô, mình giữ luôn thì nó sẽ tự động nó xay. Nó xay mà tới khi nào mà mình cảm thấy mình ok thì mình sẽ nhấc ra. 10, 11, 12, rồi khoảng 13 giây mình nhấc ra. Thì sau khi mình định lượng nó khoảng này đó, thì máy nó đã tự động lưu rồi đó. Nó vậy là nó lưu luôn rồi đó. Thì ở đây khi mình xay như vậy thì nó là 19.7g ha, khoảng cũng gần 20g á quý vị. Cũng gần 20g á.
Rồi, lần thứ hai thì chúng ta cũng đơn giản hơn, chúng ta gắn vô lại, nó đã nhớ rồi vâng, giờ mình bấm này đó là nó sẽ tự động nó xài, nó sẽ tự động nó xài. Lúc nãy mình nhớ là khoảng 13 giây thì bây giờ nó khoảng cũng đâu đó. Chia 10, 11, 12, 13, đó, nó khoảng 13 giây. Thì nó khoảng 19 gram hơn chút xíu. Rồi, các anh chị và các bạn sẽ thấy nè, mình đánh giá cái bột của nó ha. Thì đây là cái mức mịn nhất của nó rồi. Mức mịn nhất của cái máy này rồi đó. Nhưng mà mình thấy nó vẫn hơi thô chút xíu. Cho mình, kinh nghiệm của mình thì mình thấy nó hơi thô. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ pha thử coi thử kết quả nó sẽ như thế nào. Thì lưu ý ở cái tay cầm này nó cũng khá hay nha. Tay cầm này là size 58 là chuyên nghiệp rồi mình không nói. Nhưng mà nó sẽ có cái đế này nữa nè quý vị. Cái đế này á, thì mình nó tiện chỗ là cái mình đặt xuống vậy nè ha. Cái mình nén nó luôn, mình không cần phải cái tấm tam bơm mát nữa. Nó sẽ không có lủng củng rườm rà. Mình đạm vậy luôn cho nó vệ sinh sạch sẽ gọn đơn giản. Đặt luôn cái tam bơ đây rồi, mọi thứ rất đơn giản. Xả nước trước chút xíu. Rồi cái này mình cho là 19 gram đi, thì mình sẽ lấy là 38 ml. Với tỷ lệ mình hay khuyến cáo mọi người là tỷ lệ 1:2, có nghĩa là một cà phê hai lần nước. Rồi cũng giống như là cũng như cái việc lưu của cái xay cà phê thì ở đây mình cũng rất là đơn giản ha. Mình giữ nè, đó là tự động nó sẽ chạy, nó chạy khi nào mà mình thấy đủ 38 gram thì mình buông, thì nó sẽ set up lần đầu. Các anh chị thấy không, cà phê ra nó cũng rất là mượt mà. Áp nó lên nè, gần 93 thôi chứ nó không thể lên được quá 93. Đó là cái máy rin theo máy thì nó vậy. Đó, 20 giây có nghĩa là cà phê nó hơi thô. Đó là mình đã mịn. À, còn chút xíu nữa, còn hai nấc nữa mới mịn hết cỡ. Một, hai. À, nhưng mà mình tăng lên mịn hết cỡ thì nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà cũng không đáng kể được bao nhiêu đâu nha. Thì đây là một ly cà phê thành phẩm đối với cái máy xay rin theo máy. Thì các anh chị và các bạn thấy cái lớp crema nó khá dày, khá thô. Ở đây là vì nó thô quá cho nên cái khoảng trống nó nhiều. Thì nó sẽ tạo cái lớp crema dày nhưng không có mịn. Nó không có đẹp. Nhìn nó hơi bị nhạt nhạt chút xíu. Rồi thời gian nó cũng dài, thời gian nó chảy đâu có 20 giây thì mình nghĩ nó sẽ hơi nhanh, hơi nhanh. Hơi đắng nhưng mà nó thiếu vị ngọt. Bây giờ mình sẽ thử qua cái cối xay chuyên nghiệp để mình coi cái máy này nó sẽ lên áp được bao nhiêu. Chứ cái máy rin xay rin của nó là nó hơi bị thấp, là bởi vì nó xay không được mịn. Nhưng cũng không nói được cái máy này là nó xay dở là chỗ này. Bởi vì các anh chị thấy là cái màu cà phê của mình là nó khá là nhạt. Tại mình thường ở cái gu của mình là mình thích medium thôi. Còn nếu như mà các anh chị mà mua cà phê mà đậm hơn á, bỏ vô cái máy xay này thì chắc chắn với các anh chị đều là nó sẽ xay ra cũng mịn lắm. Nhưng mà bởi vì cùng một mức độ xay thì rang nhạt hơn nó sẽ thô hơn. À, rang đậm hơn thì nó sẽ mịn hơn. Nên thích hợp chơi cà phê rang đậm chút xíu ha. Nếu sử dụng cái cối xay rin của nó. Còn với loại cà phê này mình sẽ tiến hành trên một cái máy xay chuyên nghiệp thì cái vị nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang mình xay ở một cái máy xay chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp mà mình hay bán quán ha. Thì để xe thay đổi cái độ mịn của nó cực mịn, là mình sẽ thấy cái dòng chảy nó chiết xuất ra như thế nào. Thì các anh chị và các bạn thấy máy xay chuyên nghiệp không, nó sẽ rất là mịn. Mặc dù cà phê mình là rang medium thôi, màu nó rất là vàng, nhưng mà mình xem mịn thì mình coi nó chiết ra có ổn hay không. Chứ cái máy rin của cái máy xay rin của cái máy này thì nó ở mức độ trung bình cộng thôi, chứ cũng không phải là xuất sắc lắm đâu. Thì cái sót này nó sẽ là 18.3 gram ha, 18.3 gram, và mình sẽ lấy là khoảng 37 ml nước. Thì cái kích cỡ mà độ mịn nó đúng chuẩn chuyên nghiệp á thì nó sẽ tạo thành một cái bánh rất là cứng cáp như thế này. Các anh chị nhìn là thấy nó rất là cứng. Rồi bây giờ mình sẽ pha thử để mình xem cái áp đồng hồ nó chạy lên được bao nhiêu bar. Chứ giống như mình pha bình thường thì nó, các anh chị và các bạn thấy nó sẽ chạy dưới 9 bar thôi. Rồi chúng ta bắt đầu thử ha. 3, 4, 5, 6, 7,
Các anh chị thấy bây giờ nó chảy ra mà cái dòng chảy nó rất là đẹp, mà thấy không? Thấy nó đặt quẹo lại cái cà phê luôn. Đó, mà áp nó lên lên nè, các anh chị thấy nó lên 11 luôn không? Rồi nó bây giờ nó mới chạy xuống. Chứng tỏ cái máy này nó cũng khá mạnh nha. Rất mạnh, các anh chị rất yên tâm về về cái vấn đề đó. Các anh chị thấy đó, nếu mà chúng ta thay được cái máy xay mà đúng chuyên nghiệp vô, đã thử máy pha thì chúng ta cần phải mua cái máy xay chuyên nghiệp thì mới biết là cái máy pha nó xịn hay không. Thì nó ra như thế này, này một cái ly cà phê rất là dày dặn, rất là đúng thời gian luôn. Tỷ lệ một cà phê hai nước và ở thời gian là 26 giây. Và khoảng 6 tới 7 giây nó chảy ra thì mình thấy nó đúng hết những cái tiêu chí để pha máy espresso, một ly cà phê espresso đúng chuẩn hiện đại ha. Mình thử coi. Ở đây là cái ly này mình đã ăn thực hiện là ở mức nhiệt cao nhất của nó là 96 độ C. Mình thấy hương thì nó ra rất là đầy đủ. Nhưng mà cái bánh nó dính lên luôn. Rồi. Các anh chị đấy. Thì cái bã nó ra cũng vậy nè. Chúng ta thấy đúng nghĩa, nếu như mà chúng ta thay đổi được độ mịn đúng chuẩn ha, cà phê đúng xịn thì cái bã nó ra cũng rất là đúng đẹp. Cái bã này thì nó đẹp hơn so với cái bã mà chúng ta sử dụng cái cối xay ở theo máy. Cối xay ở theo máy thì chắc chắn với các anh chị các bạn rồi, nó không thể nào bằng cối xay chuyên nghiệp được hết đó. Cái kỳ 10 thì nó xấu, mà cho dù các anh chị thấy bất kỳ cái máy mà cái kiểu tích hợp như thế này thì không bao giờ cái máy xay nó ngon lành được hết đó. Nó chỉ nằm ở mức 6-7 điểm là tối đa rồi, chứ không thể nó ra được cà phê ngon được. Nên cái này nó sẽ thích hợp cho cái hộ gia đình hoặc văn phòng mà gọi là tiện dụng thôi. Chứ còn mà để bán quán mà kêu lấy cái trang bị vậy cho nó tiết kiệm tiền mua máy xay thì không bao giờ cà phê mình ngon được, cạnh tranh lại người ta được hết. Nhưng mà dùng ở nhà thì được, dùng văn phòng thì được, thì nó tiết kiệm không gian diện tích. Nói chung ai làm cũng dễ hết, ra một ly cà phê ngon. Đôi khi mà khi chúng ta pha một ly cà phê xong đó, mà các anh chị thấy là cái vị mà nó không như ý, giống như mình nói là ví dụ nó hơi đắng qua chút xíu, thì chúng ta nên giảm nhiệt. Ngoài cái việc xay đổi độ mịn thì chúng ta có thể thay đổi cái nhiệt độ của nó. Và cái máy này rất đơn giản ở chỗ này. Chúng ta bấm thay đổi nhiệt độ bằng cách như sau, giữ chặt nó. Đấy, thì nó vào phần setup. Đây là 90. Cho nên lúc nãy cái ly kia mình nói tại sao mà nó không đủ độ ngọt á. Nó không đắng nhưng mà nó không đủ, đắng nhưng mà nó không đủ độ ngọt là bởi vì cái nhiệt nó hơi thấp. Cho nên mình muốn tốt hơn thì mình sẽ lên 92, 94 hoặc 96 độ. Thì khi mỗi lần chúng ta lên nhiệt như vậy á thì cái vị cà phê nó sẽ thay đổi theo. Càng nhiệt càng cao thì nó sẽ càng thơm hơn và đậm đà hơn. Càng thấp đó, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng mà nó cũng thiếu một số mùi hương đáng kể. Nếu xài đồ cực xịn thì cứ anh chị các bạn cứ thêm nóng đi không sao. Nhưng đồ không được tốt thì chúng ta sẽ nên giảm cái nhiệt độ xuống một chút để cho nó phù hợp. Rồi đó là về chỉnh nhiệt của nó. Và chúng ta bây giờ mình thử một cái nữa là mình để 96 đi. Cho nó khá hấp dẫn, khá hấp dẫn. Và mình có một cái tiết mục này muốn giới thiệu cho các anh chị và các bạn. Đó chính là cái tiết lưu của cái máy này. Và vì tiết lưu như thế cho nên mình khám phá ra nó có thể pha được một cái loại cà phê theo kiểu khác hơn cái chức năng đang pha thông thường, đó là espresso, mà nó pha gần như gọi là, cũng gọi là pour over được, nhưng mà đại khái nó là một kiểu chiết xuất nó nhẹ hơn, thích hợp để làm Arabica và rất thích hợp luôn cho cái chiếc máy xay này. Thì đầu tiên mình sẽ chỉnh cái máy xay cho nó to lại chút xíu ha. Đơn giản thôi, các anh chị chỉnh rồi nó to chút xíu. Và mình lấy cà phê, mình bấm. Thường á, các anh chị không muốn cài đặt thì các anh bị bấm. Rồi thấy nó đủ á, thì các anh chị bấm nó ngưng. Nè, bấm nó ngưng là nó ngại ngưng. Đó là chế độ không automatic. Mình lấy cà phê, các anh chị thấy không? Nó khá to. Muốn sạch vị á, thì các anh chị có thể chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy này, mình đặt ở dưới á, ở dưới á. Thôi mình làm luôn đi. Rồi mình đặt luôn cái tờ giấy này ở mặt dưới luôn đi, để cho nó sạch vị. Không cần đâu, không tắt rồi. Rồi, đây. Và thậm chí nè, mình cũng chả cần nén luôn.
mình cũng chả cần nén luôn, mình sẽ gắn vô luôn. Rồi mình cứ đoán nó khoảng 18 gram, mà mình lấy khá nhiều nước chút xíu, mình sẽ lấy như sao? Mình đã đặt nó lên 96 độ đúng không? Mình sẽ lấy nhiều nước chút xíu. 1, 3, 4, 5, 6. Nó vẫn chảy từ từ, các anh chị thấy không? Nó vẫn chảy từ từ, nó vẫn không chảy nhanh đâu. Mà cái áp nó nè, nó lên có chút xíu thôi. Nó lên có chút xíu thôi. Có nghĩa đây là một phương pháp chiết xuất cà phê mà không cần áp, nhưng vẫn chảy được từ từ, mà ra một cái vị cà phê phải nói là nó vẫn chuẩn mực. Mình cho 30 giây luôn nha, 30 giây rồi các anh chị sẽ thấy rất đẹp đúng không, rất đẹp, rất mịn màng và nhiều nước. Thì thay vì chúng ta sẽ lấy một ly espresso lúc nãy, chúng ta thêm nước sôi vô, gọi là americano. Thì đơn giản thôi, muốn lấy nước sôi của cái này thì chúng ta đổ ra, chúng ta vặn đây, vặn cái này, vặn cái này về phía sau thì gọi là nó sẽ lấy nước sôi. Thì đây là một cái ly mình ra thành phẩm gọi là chiết xuất lưng gòn, nó khá dài để uống lấy được cái hương vị sâu hơn của những loại cà phê, và đặc biệt Arabica xịn thì mới làm kiểu này nha. Cà phê mà đểu đểu các anh chị làm kiểu này là nó chát, uống không nổi đâu. Mình đang thực nghiệm, đây là thực nghiệm trên rô thôi, hơi chát. À, đồ xịn thì được chứ mà đồ đẻo thì không được. Còn đây là một ly cái Cali espresso lúc nãy mình làm. Thì mình đưa, thay vì mình đi vào mình thêm nước, mình thêm nước, mình thêm nước sôi, thì mình hay à, mình thêm nước sôi vào đây ha. Máy sẽ có chế độ lấy nước sôi luôn. Thì khi mình pha xong espresso, mình cho nước sôi vô thì người ta gọi là một ly americano. Còn nếu mà mình cho nước mà đầu tiên như thế, mình trong khi pha mà mình cho nước nhiều hơn như thế này thì người ta gọi là một ly lungo. Thì hai cái vị này nó hoàn toàn khác nhau. Ly này thì mặc dù mình thêm nước rất là nhiều, sau đó uống rất là vừa vặn, không thêm đường mà nó vẫn có vị ngọt. Còn ly này uống nó sẽ hơi bị chát nè, hơi khó chịu. Nhưng với loại cà phê xịn thì các anh chị nên làm này, bởi vì cái này nó mới xứng đáng giá trị của cà phê. Tại cà phê xịn thì càng về sau lấy nhiều nước thì nó vẫn rất thơm và rất sạch sẽ, và nói chung nó mới hết cái giá trị của cái cà phê. Còn cái này americano là dành cho cà phê rẻ tiền, còn cà phê đắt tiền là mình sẽ chiết xuất lưng gòn. Cái máy này nó có thể làm được cái điều mà mình vừa mới nói ở trên, là bởi vì sao? Bởi vì cái tiết lưu của nó khá chậm. Bây giờ mình sẽ lấy một cái lượng nước trong vòng 10 giây. Mình lấy ra thử nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi mình tắt ở đây thì mình cân lại. Mình cân lại thì nó chỉ có 44,5ml thôi. Thì xem như 45ml. Vì cái tiết lưu nó nhỏ như vậy thì nó sẽ chiết ra cái cà phê của chúng ta vẫn rất là đậm đà. Mà bất chấp cái bộ cà phê của chúng ta nó có mịn hay thôi chút xíu thì nó vẫn ok. Đó là cái hữu dụng của chiếc máy này, vừa có thể pha espresso mà vừa có thể pha lungo. Khi những người mà nội trợ phụ nữ họ thích uống Arabica mà nhẹ nhàng thì pha cái này nó rất là hấp dẫn và hay. Và đặc biệt là không cần phải kỹ năng rồi nén tem bơ rồi chỉnh độ mịn rồi căng thẳng, không, quá đơn giản, đưa vô bấm nút thấy đầy đầy cái ly lấy ra uống là đảm bảo với các anh chị là các bạn nó sẽ rất là ngon. Còn cái bánh mà lúc nãy mình làm lân gồ á thì các anh chị sẽ thấy nè, nó cũng rất là ok, rất là khô luôn đó, là chứng tỏ nó chiết xuất rất là tốt đó. Đây là cái tấm giấy lúc nãy mình đặt vô cho nó sạch vị thôi đó, nó vẫn rất là ok. Các anh chị đừng có nghĩ là để tấm giấy này là nó chảy chậm nha, sai lầm lớn luôn. Tấm giấy này sẽ không bao giờ làm cho cà phê chảy chậm, thậm chí nó làm chảy nhanh hơn nữa kìa. Nhưng mà cà phê này nó sẽ làm cho chúng ta sạch vị hơn, nó sẽ cản cái chất béo xuống, mà cái cà phê của chúng ta uống nó clean, nó rất là sạch, nó không có bị mùi tạp. Thì tờ giấy này vậy, chứ không phải mình đưa tờ giấy vô làm mẹo để cho nó chảy chậm, đó là không có đúng. Cái máy này về thẩm mỹ thì cũng tạm ổn à, mình chỉ không có thích nhất là cái phần nhựa này, chứ nó hơi bị phèn phèn chút xíu thôi.
Chứ ngoài ra thì nút cảm ứng nhìn nó cũng xịn sò, nhựa chính thức của nó thì cũng cứng cáp, ngăn chứa nước rồi ngăn ở bên trong có thể có những cái phụ kiện kèm theo thì nó cũng tiện lợi. Hộp cà phê nhỏ gọn, đẹp, xuất sắc, kín. Cái vòi đánh hơi cũng rất là cứng cáp, tay cầm thì rất là chắc chắn nặng, phin rồi nhìn rất là xịn ổn. Và đặc biệt là rất dễ sử dụng, ai cũng có thể pha được một ly cà phê ngon tại nhà bằng chiếc máy Winsy ở M58 này. Rồi, hy vọng là các anh chị và các bạn sẽ thích cái video này. Đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào 19 giờ thứ năm hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.